bông này nó chính là cái quả người ta gọi là carry trade. Carry trade nghĩa là cứ giữ là có lãi. Đó là carry trade. Mọi người nhớ học cái forward đúng không? Forward mình có cái mô hình gì? Mình đi funding tức là mình mượn đi vay, vay đồng lãi suất thấp tức là vay đồng đô. Nhớ bài toán này không ạ? Sau đó đây là borrow này. Sau đó quy với trị giá spot để quy ra 15 đồng. Xong rồi đầu tư đúng là suất R sau 1 năm thì ra được nhiều đồng đúng không? Ra được 1 chấm mấy đồng đấy, nói chung là chấm chấm đồng. Rồi sau đó thực hiện trị giá forward để quy lại cái đô. Nhớ không ạ? Sau đó là trừ đi chỗ này có lãi suất đô nữa. Là số ra lãi suất cho vay là dương về và trừ đi tiền ra còn là gì? Profit đây là arbitrage. Nếu mà tỷ giá tương lai nó không đúng với mô hình giá, nhớ cái mô hình này không? Hoặc là mọi người thắc mắc là đầu tư vào đâu không? Đấy, chính là đầu tư trình cái này là cái arbitrage. Thì các cái bên làm tệ họ làm như thế nào? Họ mua cho mình xin lỗi. Thì cái carry trade này sẽ âm khi mà cái chi phí vốn phải tăng cao. Đó là được. Phần tiếp theo. Chúng ta sẽ nghiên cứu đến từ cái gì nữa? Mùi nó lại là gì? Là capital gain loss. Đúng không? Capital gain loss. Ví dụ mình mua một cái phiếu mua với giá là 3.4 và bán ra với giá là 3.2, cái này mình có lãi. Lãi kép kinh. Rồi, ngoài ra có gì? Ba cũng đúng không? Cơ bản là có hai cái này. Còn cái nữa. Tất nhiên người quên. Những coupon sau mình làm gì? Reinvestment. Đây là 3 người. Bây giờ mình đầu tư bằng trái phiếu 5 năm với lãi suất là 4.6%. Thử hỏi là sau 5 năm mình có thu lại được đúng lợi nhuận là 4.6 hay không? Biết. Bây giờ hỏi là sau 3 năm có thu về được 4.6% đúng không? Thì mình phải có, mình tìm ra được cái lợi nhuận thực sự của mình, cái return thực sự của mình là bao nhiêu, đúng không? Thì cái đấy người ta gọi là real life return, lợi nhuận thực tế. Nhưng vấn đề bây giờ nếu mà đặt trong sách ấy, thì nó sẽ so sánh cái real life return này với cái quan nghe xem mà nó lớn hơn hay nhỏ hơn. Thì trong sách nó sẽ viết dưới dạng là từng cái trường hợp một, lắp số vào ra số cụ thể. Thì ở đây mình dạy về cách nhớ, không cần phải nhớ bài toán làm gì cả. Giả sử 5 năm nhé, 1, 2, 3, 4, 5. Nếu mà làm toán là rất là dài, hai cái bảng. Giả sử mình giữ trong vòng 2 năm, lúc này mình bán thì phải value lại đúng không? Value lại tính ra là thực bên. Thì ở đây mình sẽ nhìn được hai chiều. Chiều đầu tiên, chiều đi lên này là chiều reinvest, đúng không? Reinvest. Chiều ngược lại là chiều gì? Discount. Thì nếu mà nói về góc độ rủi ro thì phần này là phần reinvestment risk, phần này là phần market risk liên quan tới lãi suất, phần này là phần pricing risk, discount risk. Rồi đến đây trường hợp mình thấy là gì, là trường hợp này là trường hợp short term,
Horizon. Ông kia nhỉ? Có nhớ khái niệm Time Horizon không? Nhớ không? Đây nhắc lại một PM. PM mình có mấy chiếc cái để nhớ nhỉ? Mình có hai cái để nhớ là Objective và Constraint đúng không? Cái đấy làm cái gì? IPS đúng không? IPS là gì? Nó nằm ở nước nào? Tức là mình đứng ra là một ông quản lý tài sản có khách hàng. Đúng không? Thì bước đầu tiên của tất cả những cái bạn mà làm PM là phải ngồi phỏng vấn khách hàng, phỏng vấn xem là bao nhiêu tuổi, nhà có mấy con đi học chưa, có lương hưu hay không, đang nợ cái gì không. Tất cả những cái đấy người ta sẽ lượng hóa ra được những cái này trong này của bạn. Mọi người nếu mà thi này của bạn cho một bài như kiểu essay, cho một bài kể tí tí đấy, mình viết ra được một cái là IPS, là Investment Policy Statement. Nói chung nó tóm lại là bảng nội quy đầu tư. Trong bảng này nó có hai phần, một là objective mục tiêu đầu tư, và hai là constraint là những cái ràng buộc, những cái hạn chế trong đầu tư. Thì có trong objective có hai chữ phải nhớ là chữ R. Chữ đầu tiên là return, thứ hai là gì? Risk. Thì trong return này mình sẽ tính thân tật cái chi phí mà đi vay thuê nhà này, chi phí cho con đi học này, các thể loại, và chi phí minimum living standard của mình là bao nhiêu, mình tính ra được cái return. Xong rồi từ cái gọi là phong cách sống, như là này lại thích đi lướt sóng, thích đi biển dùng thì mình có thể suy ra được là cái minimum chất risk của bạn này là cao đúng không ạ? Hoặc là bạn này phải có được thừa kế khoảng tầm 5 triệu đô, hay là bạn này bạn ấy không có xu nào trong túi cả, hoặc là sắp sửa về hưu, thì lúc này mình thấy là cái ability chất risk của bạn ấy đi làm cao thấp thì đấy đúng không? Rồi còn trong trường hợp mà ability mà cao hơn minimum, tức là bạn này có khả năng chịu rủi ro nhưng phải nhát, thì mình sẽ gì? Đúng rồi, phải giáo dục khách hàng. Còn nếu mà trong trường hợp mà bạn này đã nghèo rồi mà lại còn liều ấy, thì sao ạ? Mình cho đi khám luôn, được chưa? Rồi, thì đấy hai chữ R. Còn mấy chữ lại là gì? R R T T L L U. Dạ, T này là gì? Là time horizon, là thời gian nắm giữ, thời gian mình có thể đi đầu tư, hoặc là thời gian mình chấp nhận là thời gian nắm giữ. Hoặc ví dụ ông này ông ấy 50 tuổi, thì time horizon của mình sẽ như nào? Thấp. Thì cái ability risk của bạn này sẽ là thấp. Còn chữ tiếp theo là tax, tax. Còn này là liquidity, legal và unit. Nhớ những chữ đấy nhá, RRTTLLU. Đây trong giờ mình nắm cái title còn lại 5 năm mà mình nắm giữ có 2 năm thì lúc này là short time horizon, đúng không ạ? Thì trong trường hợp mà lãi suất tăng thì mình reinvest sẽ như nào? Tăng hay giảm? Tái đầu tư. Lãi suất tăng thì mình đầu tư được lãi suất gì? Cao hơn đúng không? Lãi tăng. Rồi. Tuy nhiên giá của lãi phiếu sẽ như nào? Giảm. Rồi, bây giờ nhìn này. Đây chỉ là một concept cơ bản nhé. Tuy nhiên nhìn đây thấy là gì? Cái này là short time. Short time thì cái đoạn này dài hạn này đúng không? Thì cái mức độ ảnh hưởng của đoạn nào nhiều hơn? Dài. Đúng không? Cái này giá nó giảm nhiều hơn. Thì tương chung lại là tức là lúc này là real life return sẽ nhỏ hơn bài kia, nhớ là nhanh. Chứ nếu mà bạn đọc sách ấy, cho cụ thể ra cụ công bao nhiêu, người lãi suất vay tiền bao nhiêu, xong đến năm này lãi suất nó thay đổi như nào đấy tính hết tổng tiền. Rồi trường số 2, lãi suất giảm thì ra reinvestment sẽ giảm, giá trái phiếu sẽ tăng nhưng mà tăng cao hơn, suy ra lợi nhuận thực sự cao hơn ngoài tiền. Ngược lại, trường hợp long time horizon
dụ nắm ở đây, nhiễm này cái đoạn của tương lai sẽ nhỏ hơn đoạn đúng không? Ngược lại hết là nếu mà yield tăng thì làm cho reinvestment tăng nhưng mà tăng nhiều hơn và giá sẽ giảm, vậy suy ra là đô la Việt Nam sẽ lớn hơn bao nhiêu? Rồi lại yield giảm, reinvestment sẽ giảm, giá tăng. Không. Nhớ đúng đi. Tự suy được nhé. Đó, đi thi nó thể hỏi một trong bốn trường hợp như thế nào. Thì phải để ý một là xem cung đi ra như thế nào. Đó, phải chọn. Nó không nói là phải chọn đâu. Nó cho tenor là bao nhiêu đấy, còn lại bao nhiêu nào. Thì phải tự suy được. Cái capital gain loss này nó chỉ xảy ra khi mình không giữ con trái phiếu đấy đến hạn. Nếu mà giữ trái phiếu đến hạn thì có cái gain không? Không, thì có. Mình mua với giá là 4.6, mình giữ giá hạn nó chỉ là 4.6, không gain được cái kẹt gì đâu. Đúng không? Đó, bây giờ lưu ý nữa nhé, là cái capital gain loss chỉ xảy ra khi mà mình không nắm giữ trái phiếu đáo hạn, tức là mình đang để ở danh mục mình nhận sẵn sàng để bán hoặc là không có trading. Nhớ không ạ, chúng ta đây có AFS và không có trading AFS.